nắm đấm vốn không có mắt. Nhưng người dùng nắm đấm thì có mắt. Anh phải đấu thêm một trận nữa. Trận cuối. Có một nơi ở Việt Nam được gọi là đỉnh Mù Sương. Sao thầy biết mà tìm được tới đây? Chú thầy, cứu thầy. Theo ba râu thì yên rồi. Đi chung với ma quỷ không nghĩ sự hỗn sao? Chống ba râu sẽ hỗn loạn. Đang! Đi ta! Đang!